Chào mừng bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Video này thì chúng ta hãy cùng thực hiện những cái thao tác kích hoạt đầu tiên trước khi sử dụng DJI Air 3S mới. DJI Air 3S sẽ được bán theo 3 phiên bản khác nhau, một phiên bản đơn và hai phiên bản Fly More Combo. Đối với bản Fly More Combo, DJI Air 3S sẽ đi kèm với túi đeo, tay cầm DJI RC2 hoặc RC N2, tốc sạc cùng 3 pin và bộ ND filter. Trước tiên, bạn hãy tháo nắp bảo vệ camera, mở cánh quạt của Flycam theo đúng chiều, sau đó lắp pin vào thân máy. Bạn có thể kiểm tra pin bằng cách bấm một lần vào nút nguồn. Hãy đảm bảo các thiết bị được sạc đầy đủ bằng dây USB-C đi kèm trước khi kích hoạt và sử dụng. Để sử dụng tay RC2 lần đầu, bạn hãy thực hiện mở anten, tháo cần gạt và lắp vào tay điều khiển. Nhấn nút nguồn một lần rồi giữ tầm 2 giây để tắt bật tay cầm, chọn ngôn ngữ và vùng sau khi khởi động tay cầm. Kết nối tay cầm với Wi-Fi và lựa chọn múi giờ, ngày tháng. Tiếp theo, hãy đăng nhập vào tài khoản DJI Fly của bạn. Nếu là người dùng mới, bạn hãy đăng ký tài khoản trước nhé. Sau khi đăng nhập thành công, đến mục kích hoạt, hãy nhấn Activate. Nhấn Start để xem hướng dẫn tính năng của RC2. Trong lần sử dụng đầu tiên, Flycam sẽ cần kích hoạt thông qua DJI Fly và cần kết nối Wi-Fi để kích hoạt. Nhấn Activate và làm theo chỉ dẫn trên màn hình để hoàn tất kích hoạt. Bạn hãy nhớ cập nhật bản firmware mới nhất hiện có trên app và lưu ý không thoát ra khỏi app hay tắt thiết bị trong quá trình cập nhật. Khi hoàn tất, DJI Air 3S sẽ tự động tắt đi và chúng ta sẽ cần bật nguồn thủ công để sử dụng tiếp. Đối với một chiếc máy mới hoàn toàn thì trước khi bay lần đầu tiên sẽ có một vài cái setting mà bạn cần điều chỉnh trước. Vào mục Safety trong setting, chọn mục Obstacle Avoidance Action. Đây là cài đặt giúp Flycam của bạn tránh bị đâm đụng. Chọn Bypass nếu muốn Flycam tự động tránh các vật cản, hoặc Brake nếu muốn Flycam dừng trước các vật cản. Đặt độ cao trong mục Auto RTH Altitude cao hơn các tòa nhà và vật cản xung quanh để khi dùng tính năng tự động quay về Return to Home thì tránh bị va chạm. Hướng dẫn bay cơ bản, sau khi khởi động, bạn hãy đợi phần GPS chuyển sang màu trắng và máy báo cập nhật điểm home point rồi mới bắt đầu cất cánh. Trong quá trình bay, nếu được thì hãy luôn giữ anten trên tay điều khiển hướng về Flycam để có đường truyền sóng tốt nhất. Để cất cánh, ở bên trái màn hình chính, bạn sẽ thấy có một biểu tượng cất cánh. Hãy nhấn và giữ để tự động cất cánh. Sau khi máy đã cất cánh thì biểu tượng này sẽ tự động chuyển thành hạ cánh. Bạn hãy làm tương tự để hạ cánh tự động. Còn đối với cất cánh thủ công, bạn hãy đẩy hai cần gạt xuống vào bên trong để khởi động Flycam. Sau đó, đẩy cần gạt bên trái lên để cất cánh. Và nếu muốn hạ cánh thì hãy đẩy cần gạt bên trái xuống. Về các thao tác điều khiển cơ bản, cần gạt bên trái đẩy lên xuống sẽ là điều chỉnh độ cao, còn đẩy sang hai bên là điều khiển Flycam xoay trái xoay phải. Còn cần gạt bên phải là điều khiển Flycam tiến, lùi hoặc bay ngang sang trái và phải. Ở phía trên điều khiển chỗ ngón trỏ của chúng ta, bạn sẽ thấy có hai nút chụp ảnh và quay phim. Với nút chụp ảnh, hãy nhấn giữ một nửa để autofocus và nhấn một lần để chụp. Còn với quay phim thì nhấn một lần để bắt đầu và nhấn một lần nữa để dừng quay. Giữa hai nút này bạn sẽ thấy có hai bánh răng. Bánh răng bên trái là điều chỉnh tiêu gimbal lên xuống, còn bên phải là để zoom. Dù bạn dùng tay RC2 có màn hình hoặc là tay RCN cần kết nối với điện thoại thì giao diện điều khiển đều tương tự nhau. Góc trên bên phải sẽ là các thông số như thời lượng pin, GPS, tín hiệu điều khiển và phần setting cũng ở đây. Góc dưới bên phải là các thông số hình ảnh, bạn có thể nhấn vào đây để thực hiện điều chỉnh thủ công các thông số này. Góc dưới bên trái là bản đồ cùng các thông số về độ cao và vận tốc. Để sử dụng các tính năng bay tracking thì bạn hãy vuốt thẳng vào màn hình để tạo khung quanh chủ thể. Sau đó có thể chọn tính năng tracking theo ý muốn. Trong quá trình bay, bạn có thể chọn thay đổi lưu file vào thẻ hoặc bộ nhớ trong của máy bằng cách chọn vào setting trong mục camera. Trong bản combo, E3S sẽ được bán kèm với bộ ND filter thì bạn có thể dùng tùy ý dựa theo ý đồ hoặc theo môi trường ánh sáng. Để lắp filter, bạn hãy xoay nhẹ nắp cam và sau đó nhẹ nhàng lấy ra. Lưu ý không để tay chạm vào ống kính. Lựa chọn filter mà bạn muốn và rồi xoay nhẹ vào. Và trong một số trường hợp cần đồng bộ âm thanh với hình ảnh quay màn hình điều khiển với cảnh quay từ Flycam thì bạn cũng có thể kết nối mic không dây thẳng với tay cầm. Âm thanh sẽ được thu thẳng vào file quay màn hình và khi hậu kỳ thì hình ảnh sẽ khớp với tiếng nên sẽ đơn giản hơn. Nếu muốn lưu file quay từ Air 3S vào điện thoại thì bạn cần tải và kết nối ứng dụng DJI Fly với Flycam. Lưu ý hãy tháo nắp cam và mở cánh ra. Trong ứng dụng bạn hãy chọn vào mục Album, chọn video muốn tải rồi ở góc dưới bên phải chọn Download. Sau khi bay xong, bạn hãy nhớ đóng nắp camera vào. Sau đó hãy gấp các cánh của Flycam theo đúng cách rồi điều chỉnh các phần cánh vào phía thân của Flycam. Và vừa rồi là hướng dẫn sử dụng cơ bản của DJI Air 3S. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên để lại một like và subscribe cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.